Tôm. Ủa, cậu hai. Tám à, nhà có nước mưa không Tám? Cho tôi xin một gáo. Tôi đi câu mà quên mang theo bình nước. Nắng nôi quá, tôi khát nước quá trời luôn. Dạ có. Mà mời cậu hai ngồi. Để tôi ra làm sao nấu nước pha trà mời cậu hai uống nghe. Thôi, trà lá gì, tôi uống nước mưa nó quen rồi. À, mà nhà có cái võng nè. Thôi em cho qua nằm đỡ chút đi. Chứ sáng giờ qua đi câu qua hết dựa rồi lại ngồi mỏi lưng quá Tám ơi. Thôi vậy nha. Thằng điềm chủ này thua mình gần cả chục tuổi mà nó xưng qua kêu em ngọt hơn à. Thiệt hết biết. Dạ, cậu hai uống đỡ bằng gáo dừa nha. Nhà không có ca có ly gì hết đó. Cảm ơn Tám nha. Tám, nước mưa mát quá. Nhưng mà qua nhìn Tám á thì còn mát hơn nhiều. Ờ, nhà Tám. Trời đất ơi, Tám. Tám nhịn cần cổ Tám nè. Gì vậy cậu hai? Trời ơi, cần cổ em á ngoài 30 rồi mà sao nó lại trắng ngọc trắng ngà vậy? Em, cái cần cổ này á mà đeo vào một sợi dây chuyền vàng á thì trời ơi, nó đẹp biết trời, bao nhiêu. Cậu hai. Tám, mấy đứa nhỏ đâu rồi Tám? Dạ, tụi nhỏ nó qua bên nhà nội rồi cậu hai. Mà Tám, bây giờ cũng gần chiều rồi. Qua đi câu sẩm tối qua mới về. Làm phiền em mua mấy cái gì ngon ngon nấu cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Với lại cho qua ăn ké nữa. Cậu qua có cái tật á, hễ câu ở đâu thì sâu ở đó. Nhờ bà con ở xóm á mua đồ về nấu nướng rồi qua ăn cùng cho vui. Cái rạch này á nó nhiều cá lóc cá trê lắm. Ngặt nổi là nó hay ăn đêm. Mà qua có đem theo mấy chục cái cần câu. Ban đêm á qua cắm câu rồi qua tạt qua đây. Xin em cho qua ngủ nhờ, có được không? Nếu được vậy á thì qua cảm ơn em nhiều lắm. Tám biết không, câu cấm đêm đêm phải ra thăm câu thường xuyên. Mà ngủ bờ ngủ bụi thì mũi nó cắn hoài à, chịu không có thấu. Cho tôi ngủ nhờ đêm nay được không? Mà qua cắm câu có nghề lắm nha. Cho qua ngủ nhờ, sáng mai qua để làm một mớ cá rồi mẹ con em nấu cháo ăn chơi. Dạ, cậu hai muốn dậy á thì dậy đi. Chứ tụi đâu có dám không cho. Vậy cảm ơn em nha. Vậy đây, em cầm thêm tiền đi. Mua cái gì đó ngon ngon để qua ăn nhiều nhiều. Qua ăn cho có sức khỏe. Để qua thức đêm mà cắm câu ha. Dạ thôi khỏi đi cậu hai. Ở nhà tôi á có con vịt què mà nó bỏ ăn lâu lắm rồi. Thôi để tôi mần nấu cháo cho cậu hai ăn nghe. Trời ơi, có con vịt què rồi mấy đứa nhỏ rồi qua với em nữa, không có đủ. Dạ tụi nhỏ ăn bên nhà nội rồi. Tôi nấu cháo cho một mình cậu hai ăn thôi à. Gì kỳ vậy? Còn em, sao em không ăn với qua? Dạ không dám giấu gì cậu hai. Ngày mai là đám giỗ của tía chồng tôi, mà mấy đứa nhỏ qua bển trước hết rồi. Một lát nữa tôi qua bển luôn. Căn nhà này nè tôi giao lại cho cậu hai giữ giùm nha. Cậu hai muốn giăng câu hay câu gì đó cũng được. Chừng nào cậu hai về á, cậu hai cứ khép giùm tôi cái cửa lại. Nhà tôi á trống trước dột sau, cậu hai có cần gì thì cứ lấy mà dùng. Em nói thiệt á hả? Dạ thiệt. Bây giờ á tôi đi bắt con vịt nấu cháo, rồi á úp lòng bàn để sẵn. Lúc nào cậu hai đói á thì cậu hai có mà dùng. Thôi, ăn một mình đâu có vui vẻ gì đâu. Với lại ở một mình nhà lạ, qua không có quen. Thôi, để khi khác đi. Vậy là má có cách để cho ổng về. Chứ con nhớ là đám giỗ ông nội mới hôm kia mà. Dạ, con chào bác Tư. Làm gì mà hai mẹ con cười nói vui vẻ quá vậy? Thím Tám đến thăm con gái phải không? Dạ. Còn con nhỏ này? Dạ. Mày học đơn điểm tới đâu rồi? Dạ, còn chưa đâu ra đâu hết. Sao quắc rồi bác Tư ơi. Dạ, con mời bác Tư vô nhà uống nước. Mời anh chị. Mời anh chị ngồi. Dạ. Thôi để bác. Dạ. Bày mới tập tành mà đương được như vậy là tốt lắm rồi. Dạ. Cậu Tư nói ai đương được tấm nào là cậu mua hết, để đem về phơi lúa. Bất kể là xấu hay đẹp. Cậu Tư tốt ghê. Ai khổ cũng giúp, cũng cho tiền hết. Ý cậu Tư là giúp cho bà con mình có cái nghề để có đồng ra đồng vô. Đúng theo ý ông bà mình nói, cho cần câu còn hơn là cho con cá. Nghe nói cần câu con cá, tôi mới nhớ hồi nãy gặp thằng cha nhân đạo. Phải không? Đương câu cá ở ngoài bờ rạch. Mà trước giờ câu bên điền của thằng cha, sau nay lại lưng lao qua bên này không biết. Mà tai bất nhân đạo này câu cá nổi gì. Thằng chả vác cần câu đi câu đờn bà giá thì có. Thằng chả là thằng... Bà làm cái gì vậy? Ê chết. Nói tới đờn bà quá mà tôi đây quên Thím Tám cũng là... Xin lỗi nghe. Lỗi phải gì anh Tư ơi. Đờn bà chết chồng thì là đờn bà quá. Có vậy á mà lỗi phải gì. Sao ở bên này anh Tư cũng biết chuyện cậu hai bất nhân đạo đó. Thằng này á tối ngày đá gà với đi câu đờn bà. Nó nổi tiếng cả làng cả tổng này, chứ đâu chỉ lanh quanh mấy cái điền này không đâu. Mà tôi nói nghe nè, câu có dính á thì mới đi câu hoài chứ. Câu không dính á thì dắt cần câu đi chi hoài cho mệt. Bởi vậy mới nói đàn bà quá lạnh lẽo cô đơn. Nó câu dính đã đành đi. Đằng này mấy con mẹ có chồng cũng bị nó đem mồi dởm ra câu dính, tức chứ. Ông câu không dính, người ta câu dính nên ông tức chứ gì. Hay tại vì có cái cần câu bị gục cần nên câu không dính, thấy người ta câu dính nên tức. Chứ cái cần câu còn ngon lành thì cũng giác cần đi câu chỗ khác, chứ không có ở không đâu. Vậy có thằng nào đem cần câu đến nhấp mồi, bà có cắn câu không? Ông, tôi ai mà thèm. Có ai bỏ thời gian đi rình để câu con cá ốm nhơm ốm nhách, còn da bọc xương không nè. Cái đó bà nói à, chứ tôi không biết à nghe. Trời đất ơi, cái ông này. Dạ, hai bác ghé qua đây chơi hay có chuyện gì không hai bác? Ông bà Út biểu vợ chồng tao đi coi chuyện các bàn đương đệm tới đâu rồi. Bay biết không, mọi người hăng hái á, tao cũng mừng. Duy có cái thằng tắm sệ đó nha, mượn tiền á không lo mua gạo với mua mắm mà đi mua rượu nhậu, rồi còn nhiều đem đi chơi đá gà. Ông Út thôi biểu không cho nó làm nữa, nhưng mà cậu thượng tứ nói thôi tha cho nó lần này, lần sau còn tái phạm nữa sẽ tính. Bởi vậy giờ thì không có ai mà tốt bụng và thương người như cậu Tư hết trơn á. Ủa, mà nãy giờ má có chuyện gì mà má cứ tủm tỉm cười hoài vậy? Má có cười gì đâu. Mà thôi, anh chị Tư ở chơi rồi về sau nha. Tôi á phải qua nhà nội con Quế rước hai đứa nhỏ nữa. Được rồi. Dạ. Hai mẹ con gì như hai chị em, phải nghĩ cách mà hốt hết ổ con Bình Điệp này mới đã. Hốt con trước rồi hốt con mẹ, hay hốt con mẹ rồi bắt con? Được mà, hốt trọn ổ sao lại không? Cậu hai, cậu chưa về nữa hả? Chiều mát qua mới về. Ủa, em không ở lại với con gái em sao? Phải về cậu hai à, nhà không có ai hết, mấy đứa nhỏ ở bên nội rồi. Em ở có một mình sao? Dạ, ở một mình. Tối nay qua lợi nhà em, qua cắm câu nha, thấy được không? Thì cậu hai muốn cắm câu ở đâu thì cắm, chứ ai mà cản được cậu hai. Rồi qua vô nhà em, qua ngủ nhờ được không? Dạ, không được đâu cậu hai, người ta thấy kỳ lắm á. Qua cắm câu nửa khuya qua mới vô, đâu có ai thấy đâu mà sợ. Sao? Được không? Cho qua ngủ nhờ rồi á, qua cho em sợi dây chuyền vàng. Cậu á làm như người ta ham vàng lắm vậy. Thì có sao qua nói vậy mà. Sao? Chịu không? Bây giờ qua gì à? Tối qua giác mấy chục cái cần câu, qua cấm xung quanh nhà em, chịu không? Cậu hai muốn cấm ở đâu thì cậu hai cấm, chứ cậu hai hỏi chi tôi. Nói chứ để bữa khác đi cậu hai nha. Hôm nay á tôi phải về bên nội với mấy đứa nhỏ. Thôi thì tôi đi về với cậu hai. Bà đi đâu vắng rồi hả? Bẩm bà đang ở trong phòng, chắc bà mắc sửa soạn tiếp khách. Dạ. Chào thầy. Ổng cậy nhờ thầy lo hết thảy giùm. Sao giờ chưa thấy gì hết vậy? Thưa bà, công việc ông lớn dặn, tôi cho bà trẻ lo hết rồi. Chút nữa tụi nó trở tới. Ông dặn phải kiếm một mâm hút để khách dùng Á Viện chơi. Có hay không vậy thầy? Dạ đủ hết thưa bà lớn. Cha chả ở nhà có vài cái ghế mà ổng mời nhiều quá, đông rồi chỗ đâu mà đủ cho khách ngồi. Vài chục người chứ không nhiều đâu. Mà dẫu khách có tới đây đông đi nữa thì người đi vô đi ra, kẻ nằm hút, người nhảy đầm, chứ đâu phải ai cũng ngồi hết đâu. Tới chừng ăn khuya, nếu thiếu ghế thì đứng mà ăn cũng được. Việc chơi chứ đâu phải đám tiệc đâu mà bà lo. Tôi cậy thầy sắp đặt giùm, đừng để người ta cười vợ chồng tôi tiếp đãi khách không có chu toàn. Dạ. Tao kêu mày bằng bà là vì thằng chồng hờ của mày, chứ trên người mày bao nhiêu cái bụng cóc bụng nhọt tao đều thấy hết mà. Đồ con đĩ bá dơ. Mày chăm có mấy con gà cũng không xong. Mày nhớ, từ nay trở đi mày chỉ là một thằng đầy tớ làm công cho tao mà thôi, chứ không có bạn bè anh em gì hết. Đi đâu mày cũng nói là bạn bè của tao, rồi mượn tiền người ta, mang tiếng tao lắm. Moa à không, tôi đâu có làm vậy. Chắc là ai đó nói xấu tôi mà thôi. Nói xấu cái gì? Mày có cái gì tốt đâu mà không nói xấu hả? Vậy còn mày, mày có cái gì tốt đâu mà mắng người khác? Chuyện riêng của tao, tụi mày đừng có xen vô. 4 ngàn là bạn học của tụi tao, lại là bạn nói khố của mày. Tại sao mày khi dễ người ta quá đáng vậy? Tao nói rồi, chuyện này là chuyện của tao. Nó làm sao là bạn của tao được? Nó chỉ là bạn của tụi bay thôi. Lúc nó chưa xa cơ, liệu mày có già bằng nó hay không? Đi đâu mày cũng xưng là bạn của nó. Còn bây giờ mà thôi, tao không thèm nói với mày, tốn hơi tốn sức của tao. 4 ngàn, mày giao lại con gà đó cho nhân đạo. Đi nhậu với tao. Cái gì? Không được. Gà tao sắp tới độ rồi, nó không được đi đâu hết. Gà tao nó quen hơi thằng Bông An rồi. Mày làm gì vậy hả? Con gà này giá bao nhiêu tiền? Chừng 10 đồng. Mày hỏi làm gì? Chừng 10 đồng hả? Mày đừng có làm phách chó. Mày coi chừng giống như con gà này nè. Trời ơi, con gà chiến của tao. Mày muốn gì? Con gà này đáng giá 10 đồng. Tao trả gấp đôi cho mày. Mày nhận hay không là quyền của mày. Còn không á, mày cứ đi thương, tao đi hầu. Còn nếu như muốn chơi theo du côn, tao đang chờ mày nè. Ngon nhào vô. Mày dám? Mình đi. Tụi bay. Từ hôm cậu chủ tới nhà mình, tía thấy con cứ buồn hoài. làm tía cũng rầu thối ruột. Dạ, có gì đâu tía, con vẫn bình thường mà. Con nghĩ làm sao nếu như mà tía đồng ý cho con dẫn con Cát qua nhà bà Xã Cầm cho nó nhận tổ quy tông? Dạ, tía tính sao thì con nghe vậy. Tía suy nghĩ kỹ rồi. Tại tía, cũng tại tía mà con với thằng Ton đều không có biết chữ. Bây giờ tới con Cát nữa, không lẽ để nó ngu, nó dốt luôn hay sao? Phải chi mà, phải chi sao hả tía? Mà không có chi đâu. Mà nè, mai cô lên gặp cậu chủ, nhờ cậu dẫn qua bển. Cậu chủ biểu làm sao á thì con cứ mần yên vậy. Nếu như mà bà Xã Cầm bà có ý bắt con Cát ở luôn bển thì bay tính làm sao? Tía nói vậy có nghĩa là tía sẽ bằng lòng nếu bà Xã Cầm bắt con Cát về bển hả? Nhưng mà con một nơi, mẹ một nơi thì cũng khổ. Phải chi mà con về bển luôn cho có mẹ có con. Tía à, tía muốn đuổi mẹ con hả tía? Không phải đâu con. Tía vì cố chấp mà giấu kín chuyện con có con với thằng Minh Đường. Tía cố chấp nè, nên đã làm cho con khổ. Bây giờ không lẽ để cho con của con khổ nữa hay sao? Về làm dâu nhà bà Xã Cầm, chắc chắn con với con Cát sướng hơn là ở đây với tía. Nhưng mà không biết bà Xã Cầm bà có ý muốn rước hai mẹ con không? Hay là bà chỉ muốn bắt cháu nội thôi? Tía à, nếu má anh Đường muốn rước cháu nội thì con cũng cắn răng mà bằng lòng. Còn con không có đi đâu. Tía cực khổ cả đời vì con rồi, làm sao mà con bỏ tía đi cho được. Nhưng mà con gái có chồng là phải theo chồng, huống chi tía còn có thằng Ton mà ha. Uống đại mà. Uống đi. Công chuyện chỉ có vậy thôi à. Toa gật đầu đi cho tụi mỏ mừng. Mo ăn chơi phá sản, nghề nghiệp thì không có, có biết làm cái gì được đâu. Phải ôm gà đi theo thằng nhân đạo á. Một phần vì muốn có cơm ăn, một phần là vì Mo Ghi. Hàng ngày đi vô chuồng gà cho đỡ nhớ đỡ ghiền vậy thôi. Bây giờ hai toa có ý như vậy, Moa cảm ơn vô cùng. Moa hứa là Moa sẽ cố gắng. Hay quá. Vậy sao không nốc rượu ăn mừng chứ? Cạn. Tía là một thằng cha tán tận lương tâm, hết giấu tung tích của con gái rồi thì đi giấu tung tích của con trai. Cuộc đời của tía đáng mà đem đi câu xấu. Tía nói vậy là sao? Con không có hiểu gì hết. Thằng Ton không phải là tía lượm về nuôi đâu. Nó là em ruột của con. Thằng Ton là em ruột của con? Cùng cha khác mẹ. Hèn gì ai cũng nói thằng Ton giống tía y như tạc à. Cách đây hơn 10 năm. Lúc đó ruộng của tía gặt đập xong rồi. Thì lúc đó tía rảnh rang đi giữ dịch cho người ta để kiếm thêm chút đỉnh tiền. Nè, anh kia, vịt đó có bán không vậy? À, cái này thì phải hỏi chủ, chứ tôi chỉ là thằng làm công thôi hả? Vậy chủ có gần đây không vợ? À, cũng gần. Để tôi chỉ cho. Bây giờ cô đi ra cái đường này ha. Cái rượu mà uống với cá khô này cũng được đó Đa. Dạ. Anh còn không? Hay có nhiêu đây thôi, cho tôi uống với. Cô nói vẫn chơi hoài. Tôi nói thiệt mà. Anh không tin hả? Coi chừng á, anh uống không lại tôi à nha. Anh nè, vậy tôi uống miếng được không? Còn nhiều hả? Còn. Tôi mới mua một hũ, tôi để dành uống lai rai kìa. Mỗi lần mà tôi nghe mùi rượu á, nước miếng chảy tứ văng luôn rồi nha. Đã thiệt. Thấy chưa? Tôi nói coi chừng anh uống không có lợi tôi mà. Trời ơi. Nè anh uống đi. Thiệt tình á, lần đầu tiên tôi mới gặp người như vậy á. Có còn nhớ tôi không? Nhớ. Út Diệp đi mà. Nhớ. Vậy sao không mời tôi vô nhà? Ý, quên. Bộ định để tôi đứng ngoài này luôn hả? Dạ, mời cô Út vô nhà. Dạ, mời cô Út ngồi. Dễ gì cũng 3 tháng rồi mới gặp lại nhau. Ủa, sao cô biết nhà tôi mà tới hay vậy? Thì cũng đâu có khó cái gì đâu. Tôi tới cái xóm này nè, tôi hỏi nhà anh hai thiệt, thì người ta chỉ tôi tới đây nè. À, mà tôi còn biết á, anh là ông Hưng Nghị nữa kìa. Dạ, cô Út uống trà đi. Chuyện tôi làm ông Hương Nghị á, có gì đâu nói, nó cũ mềm rồi. Mà bữa nay anh không mời tôi uống rượu nữa hả? Dạ. Ở nhà thì hết rượu rồi. Cô Út ngồi đây chơi đi, tôi chạy u ra ngoài quán tôi đông rượu liền. Thôi thôi khỏi đi. Tôi ghé đây á, chỉ nói với anh một chuyện, tôi sẽ đi liền. Dạ, có chuyện gì thì cô cứ nói đi. Còn nếu là chuyện đó thì cô cho tôi xin lỗi. Tại cái đêm đó cô cũng sai, mà tôi cũng sai nữa. Rồi gần sáng tôi giật mình thức dậy, cái tôi thấy cô Út đi mất biệt rồi. Bữa nay tôi tới đây cũng là vì chuyện đó đó. Ủa? Anh... Dạ? Anh sắp làm cha rồi. Cô nói... Cô nói cái gì? Làm cha là làm cha làm sao? Anh sắp làm cha của đứa nhỏ ở trong bụng của tôi nè. Hả? Thôi cô ơi, chuyện vậy mà cô cũng giỡn được nữa hả cô Út? Tôi nói thiệt mà. Tin hay không á là quyền của anh. Sau cái đêm hôm đó, cả tháng trời sau tôi mới biết là mình đã có ngén rồi. Cô nói thiệt hả cô Út? Tôi nói rồi đó. Anh tin hay không á, đó là quyền của anh. Nghe Tía kể mà giống như là chuyện chim bao vậy đó. Rồi sao nữa Tía? Kể tiếp cho con nghe đi. Rồi từ sau đó Tía cứ sống trong thấp thỏm. Không biết là cô Út Diệp giờ này cổ ra làm sao, cổ sống như thế nào. Anh hai có còn rượu không? Còn. Cho tôi một ly đi, ngoài trời lạnh lắm. Em chờ chút xíu nha. Con quá à. Con hãy tha lỗi cho má nha con. Má nhức ruột vì phải xa lìa con. Nhưng mà biết phải làm sao bây giờ? Con hãy tha lỗi cho má nghe. Rượu nè em. Em cho anh bồng con được không? Mới uống vô có một miếng thôi mà đã thấy nóng lại rồi. Anh hai à. Hả? Anh ăn mừng đi, là con trai đó. Hả? Con trai hả? Trời ơi, cái mặt thằng nhỏ con ngộ thiệt đó. Trời ơi, vậy là tôi đã có người nói dối tông đường rồi. Ngoan nha con. Bộ anh tin nó là con ruột của anh thiệt hả? Tin chứ, bởi vì tôi biết em gạt tôi thì đâu có lợi gì cho em đâu. Út Diệp à, em ở lại đây đi, em đừng có đi đâu hết. Nếu mà em thấy anh không xứng làm chồng của em á thì em cũng nên ở lại. Ở lại vì con. Con nó còn nhỏ quá mà em. Không được đâu anh. Thà như con nó mang tiếng là đực lượm ở bờ, ở bụi, hay là ở đầu cầu, còn hơn là con của một người không ra gì giống như là em vậy. Còn anh nữa, tôi không muốn anh mang tiếng là chưa chấp một con đàn bà nghiền rũ ở trong nhà. Diệp à, tôi xin em, em ở lại đi Diệp. Em ở lại với con. Tôi sẽ ráng làm lụng để nuôi hai mẹ con em. Ở lại đây nha Út. Con, tôi đã đặt tên cho nó là thằng Ton. Thằng Ton Ton hay là Lon Ton gì đó, nghe cũng vui tai. Ton hả? Ừ. Anh không chịu á thì anh đặt cho nó cái tên khác. Nhưng á, mà tên gì thì cũng phải mang họ của anh nha. Em tên Diệp mà họ gì? Kể như tôi á, không có họ gì hết. Nói ra thì chỉ xấu thêm cho họ hàng, chứ có ích lợi gì đâu anh. Nín con, nín. Em... Cả tháng trời nay tôi đã tập cho nó uống sữa bò, sữa hộp rồi. Hết tiền tôi lại xin nước cháo pha đường cho nó uống. Nên anh khỏi phải lo nghe. Nó sẽ không có nhớ sữa mẹ đâu. Nó không nhớ sữa mẹ, nhưng mà đứa nhỏ nào mà không nhớ hơi mẹ hả em? Anh đừng có nói nữa được không? Anh mình nói nữa là tôi khóc bây giờ đó. Tôi cầu cho em khóc. Tôi muốn em khóc thiệt nhiều để em đừng có bỏ con. Đừng có bỏ anh mà đi. Đào mắng sâu rừng rừng đêm lạc ngại son bơi duyên chìm khuất cõi miên nguyệt sâu ai bói đau đêm lặng dân khuya quấn chim áo mộng bên xưa còn ta vô mình sao quá phu phàng từ khi da nhám chân không ôm mảnh đời ngàn người ơi thương nhớ. Ông lớn sợ bà lớn buồn nên bày đặt lạp tiệc cho bà vui. Ông lớn có nói với tôi rằng từ rày sắp lên, cứ hễ tới thứ bảy là ông lớn mời khách vô đây, hoặc ăn cơm tối, hoặc chảy đầm chơi cho vui. Sao không ngồi, đứng làm chi vậy? Để tôi đứng cho phải đạo, chứ ngồi đây đầy tớ mà thấy thì nguy. Bà lớn cũng biết vậy mà. Tôi là anh em thân thiết nhất của ông lớn nên tôi biết tánh nết của ổng. Anh em gặp nhau mỗi ngày, không có việc gì mà ông lớn không nói với tôi. Ông lớn thường nói thuở nay chưa yêu người nào như yêu bà. Tôi không có tin. Yêu gì mà mướn nhà cho tôi ở, rồi chỉ tới lui mà chơi, coi kỳ cục quá à. Sao không đem tôi về nhà lớn mà ở với ổng? Chắc ông lớn có điều gì đó cần thời gian để mà giải quyết. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vô đó thôi mà. Thôi, để tôi ra ngoài, khách khứa tới rồi. 88. Nhân đạo này 8. Mở cửa đi 8. 88. 8 à? 8. Tám. Mở cửa đi 8. Đợi 8 tí. 8 ngồi đi. Tám, trong buồn có mùng, sao Tám không ngủ mà Tám ra ngoài này? Mấy đứa nhỏ đi hết rồi, ngủ ngoài này cho nó mát. 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 Tám, anh nhớ em quá chừng. Coi kìa. Cái gì mà tươm tướp vậy? Mình nói chuyện chút đi. Tám, có chuyện gì đâu mà nói. Tám nè, ngoan đi ha. Nè, khoan đã, chưa tắt đèn kìa. Mấy cái đèn trứng vịt này á, nhỏ xíu à. Để sang sáng vậy á, nhìn nó mới hấp dẫn. Cơ kìa. Nè. Sao? Nhưng mà mắc cỡ lắm. Có gì đâu mà mắc cỡ hả Tám? Ăn trộm hả? Tám, ăn trộm trộm ở đâu Tám? Bây giờ phải làm sao đây? Cậu hai đi ra ngoài, mở cửa trốn đi nha, kẻo người ta thấy chết luôn đó. Nhá. Mà đâu có được. Sao? Tôi mà ra ngoài, nó tưởng tôi trộm, nó đập bể đầu tôi sao? Vậy cậu hai, chui xuống cầm giường nha, Chung đỡ xuống cầm giường nha. Trời ơi, không có được. Chung xuống đi, lẹ lên. Trời ơi. Chung xuống cầm giường, chui xuống đi. Trời ơi. Lẹ lên, lẹ lên. Tám ơi, Tám. Kiếm gọi đèn, coi thằng ăn trộm, nó có chui trốn trong nhà không? Đâu có thấy đâu. Tôi đóng cửa, cài chốt đàng hoàng mà. Biết đâu nó tưởng đâu chó chui vô. Chốt trong vườn hay gầm giường sao? Trời đất cưới, cái gì mà cực đái không vậy nè. Thôi, để tôi kiếm nó cho. Kiếm gì cho mất công. Anh á, lo lui cui kiếm trong nhà hoài á. Ở ngoài á, nó trốn mất tiêu á. Thôi, vậy để tôi đi kiếm chỗ khác. Thường ngày, có mấy đứa nhỏ ở trong nhà. Mà sao bữa nay thằng này nó biết con Tám ở nhà một mình ta? Thôi, Tám vô nhà đi. Thôi anh đi đi. Cậu hai ơi. Sao rồi? Nó chạy hết lên cầu dừa rồi. Cậu chú ra đi. Trời đất ơi, sao mà tái không gì nè. Dính hết, từ đầu tới chân luôn. Thôi chết rồi. Cái giường của mấy đứa nhỏ tôi chưa có kịp dọn. Bà ra bà coi tụi nó đi tới đâu rồi. Nhanh lên. Chợp, bắt nó kìa. Chợp. Tám. Chuyện gì? Kiếm Tám coi chừng cửa nẻo. Mũi có ăn trộm vô thì nguy. Tôi nghèo rớt mùng tơi à. Có gì đâu đó. Không lo trộm tiền trộm bạc, mà lo là trộm tình đó. Bay là gái quá còn nheo nhẽo. Có chừng mấy thằng dê sòm á, nó đã khoái bay rồi. mày đóng cửa nẻo lại cẩn thận em. Tao đi ra. Cậu hai ơi. Được lắm. Tụi mày hùa nhau chơi tao phải không? Được rồi. Để đó mà coi. Cậu hai nói cái gì tôi không hiểu. Không hiểu hả? Chớ sự như vậy có chó mới không hiểu. Mở cửa ra, nhanh lên. Hôm nay em có vui không? Gần sáng rồi. Thôi, đi thay đồ, đặng nghỉ một chút. Em buồn ngủ quá. Ờ, vậy à, em đi đi. Con à, lại đây. Ngồi đây với nội nè. Con qua ngồi với nội đi con. Đi, qua ngồi đi. Mới nên nó nhát vậy, chứ để lâu nó đeo cổ bà nội cho mà coi. Không biết ông ngoại nó có cho nó về đây ở với tôi không. Nói thiệt với con, bác với ông Hương Nghị là chỗ quen biết hồi xưa. Giờ có nhiều điều khó nói lắm. Chuyện ngày xưa bác Hương Nghị có nói cho con nghe rồi. Má con đã mất. Con là bạn của Minh Đường. Giờ con kính bác đây như là mẹ ruột của con. Chính vì chỗ đó mà bác mới cậy con lo chuyện của thằng Đường. Giờ mẹ con nó đã về đây sống với bác rồi. Thiệt bác cảm ơn con lắm. Dạ, đó là bổn phận của con thưa bác. Ông Hương nghị chịu cho chị Thậm và cháu Cát về đây chịu tang. Như vậy là đáng mừng lắm. Còn chuyện cháu Cát về ở đây luôn, đặng mà hữu hỉ với bác hay không thì con chưa dám chắc. Vì con nghĩ đây là chuyện của hai xuôi gia. Chứ phần của con chỉ dám lo đến mức này thôi. Thiệt ra hồi xưa ba có một phần lỗi với ông Hương nghị, nhưng mà nề nếp gia phong bác phải giữ. Phu tử tòng tử, chồng chết bác phải ở vậy mà nuôi con. Cái tình thương bác dành hết cho thằng Minh Đường. Bây giờ bác thấy hối hận lắm. Thương con mà quá nghiêm khắc, để ý từng ly từng tí, rốt cùng chỉ làm cho con của mình yếu đuối khờ khạo mà thôi. Thậm à, con dẫn con Cát lại bàn thờ thắp nhang cha nó đi con. Đi con. Minh Đường à, hôm nay vợ con của con về đây thọ tang con nè. Con về chứng giám cho má mừng nha con. Anh Đường ơi, hôm nay mẹ con em về thọ tang anh, chắc là anh vui lắm phải không? Anh nhận ở mẹ con em ba lại trước sự chứng kiến của ba. Em mừng lắm anh à. Hôm đám tang của thằng Đường, con biết đó, đâu có ai đâu mà để tang đặng mà mua giải. Bác xé giải để lên quan tài của thằng Đường, để nó để tang cho bác về cái tội bất hiếu, chết trước đấng sanh thành. Có lẽ vong hồn của Minh Đường linh thiêng giúp cho con tìm được mẹ con của cháu Cát, để cho bác an ủi được phần nào. Thậm à, con dẫn con Cát lại đây, má nói nghe. Dạ. Thậm à, hay con ở chơi với má vài ngày rồi hẳn về. Dạ. Thưa má, Tía con có căn dặn, mà giờ con chưa xin phép tía con nên con phải về. Mong má tha lỗi cho con. Dạ thưa bác, chuyện hôm nay kể như đã thỏa lòng. Bác để cho con đưa chị Thậm và cháu Cát trở về nhà. Con sẽ xin phép với bác Hương Nghị, rồi với lại chị Thậm, thu xếp rồi trở qua ở lại với bác lâu hơn. Nè, má của con về nhà với ông ngoại, con ở lại với bà nội nghe. Thôi, con về nha. Con về, mai mốt lại qua thăm nội. Trời ơi, sao cái mặt nó giống thằng cha nó dữ vậy nè trời. Dạ thưa, kính xin phép má, con về. Cát à, con lại hung bà nội đi con. Con nói như vậy nè, con chào nội. Dạ. Nói đi. Chào nội. Con về nha. Khi nào rảnh á, con qua đi chơi với nội. Dạ. Con xin phép bác con về. Mình đi. Dạ. Con về nha má. Tao nói rồi, tụi bay không có được bài bên bố trận ở đây nghe chưa. Tao cũng nói cho mày biết, đây là đất quan, ai muốn làm gì thì làm, mày có quyền gì mà cản. Phải đó. Đây á là đất của ông chủ nhân đạo, khi nào ông chủ khai khẩn xong sẽ cho bà con mướn giá rẻ. Thiệt không? Lấy gì mà làm tin đây? Đúng rồi, làm tin đây. Thì khi nào ông chủ khai khẩn xong, lập giấy tờ rồi á, giao cho người nào có công tô ngày hôm nay á. Sao? Vậy là sao? Mọi người á không được làm, không được láng đất của ông chủ. Không được làm, không được chiếm đất. Hết cho tao, không được cản đâu, không được cản không. Không được cản, không được cản. Đúng rồi. Thưa bà con cô bác, xin bà con nghe tôi nói nè. Miếng biển từ xưa đến giờ là đất quan, bà con thấy đó, măng lát mọc đầy từ lâu, có ai mà mận gì đâu. Bà con đừng có nghe lời thằng này, nó nói dốc á. Tụi bay xuống lụa nó lên cho tao. Dạ. Mày ngon hả? Dạ, bà con bình tĩnh đi. Không được đâu. Nó nói dốc á. Mày im đi. Một lát tao nói chuyện với mày. Thưa bà con, mấy năm nay lúa thất mùa, sẵn có cỏ bàn, mọc thẳng cánh cò bay, sao mình không cắt về mà đương điểm. Bà con nghe lời tôi nói, đi về nhà hết đi. ai muốn học qua sớm tôi dạy cho. Tôi mà nói bậy cho trời đánh, thánh đâm tôi đi. Đừng nghe lời thằng tàn khạo này làm xích mít lòng nhau. Dù gì thì dù mình cũng là nông dân hết thảy như nhau. Mong bà con hãy về đi anh ơi. Thôi mình đi về đi. Dạ dạ, đi về. Ê tụi bay đừng có về. Ở lại mà còn ngăn tụi nó nữa chứ. Ê nè, mày có ngon á thì đánh với vợ chồng tao nè. Mày dám không? Đừng có xuống người ta đập lộn rồi mất lòng chòm sớm với nhau. Bây giờ mày tính làm sao? Mày thích đánh lắm phải không? Ngon, nhào vô, nhào vô nè, vô vô, ngon, bước vô. Chơi thì chơi mày, tao không có ngán mày đâu. Mà hôm nay tao không có rảnh. Nhớ cái bản mặt mày á, bữa khác tao cho mày mềm xuống. Đi. Anh Xuôi bên nhà cho con được ở đây mấy hôm. Lại đây, con ngồi xuống đây với má nè. Dạ, ngày trưa mốt con về. Tại vì ngày kia tí con đi đám giỗ đám quải gì đó. Vậy để chút nữa má biểu tụi nhỏ làm cái gì ngon ngon cho hai mẹ con ăn. Phải làm món gì ngon ngon mới được. Dạ thôi má, con ăn qua loa cái gì cũng được, khỏi phải mất công. Trời đất, đâu có được nè. Con á, đừng phụ lòng má. Phải vậy không, cháu nội của bà? Dạ. Con nhỏ này dạng ghê á. Mới đây mà nó theo miết bà nội rồi hà. Con cầm mớ này mà mua giải may đồ cho hai mẹ con. Dạ. Cho có đồ đi qua đi lại. Còn dư chút đỉnh, con muốn xài gì thì cứ xài nha. Dạ không được đâu má. Tí con có dặn không có được nhận cái gì bên này hết. Con mà nhận tí con ổng buồn. Má hiểu. Tí con sợ mang tiếng. Nhưng mà con nghĩ tình mà thương má đi. Dù gì á thì con Cát đây cũng là cháu nội, còn con là dâu. Nể tình má mà nhận cho má vui. Con nhận mà không nói thì ai mà biết được, phải không? Nè, thưa má nhận đi cho má vui. Cầm đi. Dạ thưa má, tiền bạc trong nhà là con giữ hết, mà cũng không có bao nhiêu, nhiều khi còn thiếu hụt nữa. Bây giờ con có tiền, con đi mua sắm. Thế nào tía con ổng cũng biết. Ổng mà biết, ổng giận con, ổng không cho con qua bên nhà. Vậy con buồn lắm má. Thôi con xin phép má cho con xuống dưới bếp Con nấu cơm rồi mời má ăn. Ừ. Con xuống dưới đi. Ừ. Để làm quen với đồ đạc và công việc trong nhà. Dạ, con xin phép má. Mẹ. Nè. Dạ. Con ngồi chơi với nội nha. Để má con xuống bếp nấu cơm cho con ăn. Dạ. Vậy con chẻ cao trên nồi ăn trầu nha. Ừ. Phụng Hoàng á, chiếm cứ xưng hùng, ngã danh thần nữ, thì hiểu như vậy. Tôi là thần nữ, tôi chiếm núi Phụng Hoàng và xưng hùng ở đó. Còn câu tiếp theo là hiến lai bảo vật, ngũ linh kỳ, thỉnh tội phu quân. Hiểu nôm na như vậy. Tôi đến dân vật quý là ngũ linh kỳ để chuộc tội cho chồng. Chúng ta phải hiểu đúng nghĩa thì diễn mới hay được. Vậy là tuyệt đỉnh Sơn Lâm rồi. Ừ. Từ bây giờ hãy rỗi rảnh đó, đào kép hợp nhau, đọc nguyên cái bổn tuần để cho Bông An chép lại. Chỗ nào sai thì Bông An sửa. Như vậy cánh mình sẽ có bổn tuần đánh máy ra rôn cho từng đào từng kép. Nhưng mà muốn đọc được trong tuồng thì trước tiên mình phải biết đọc cái đã. Còn Bông An á, trước khi làm thầy tuồng thì phải làm thầy giáo, phải vậy mới được chứ. Phải vậy mới được à. Thưa bà con, có nhiều câu á tôi cũng chắc chưa hiểu hết, thành ra tôi phải tìm thầy mà hỏi. Chắc ăn rồi á tôi mới dám chép vô bổn tuồng. Còn vấn đề mà dạy chữ quốc ngữ thì có khó gì đâu. Ai muốn học á thì tôi sẽ dạy. Vậy thì tốt quá. Hay quá. Tối mình diễn, sáng ngủ, chiều học. Một ngày học tuồng, một ngày học chữ. Nè, Bông An lên lịch học rồi báo cho mọi người. Vậy được chưa? Được. Vậy á, thời gian đâu mà thầy nhậu hả thầy? Cái con này. Nè, tụi bay á phải theo lịch của Bông An mà mần. Trừ tôi ra. Mình này. Anh Đường ơi, tính ngày giờ thì tụi mình ở bên nhau chưa được 30 ngày. Bây giờ em được ở đây, được ngủ lại bên này, mà không có anh bên cạnh. Em buồn quá anh ơi. Ồ ào ấp. Để tía. Hồi nãy tao ghé nhà chính mẹo. Nó nói Lóng Rài nó qua đây thường lắm. Dân ở trong xóm qua đây ăn chè rồi nghe truyện Tàu. Có chuyện đó không Thẩm? Dạ có. Vậy thằng đó là ai? Dạ, cậu đó là học trò về nghỉ hè. Cậu nói là ở xóm Mồng Gà. Xóm Mồng Gà hả? Vậy nó con ai? Dạ. Hả? Cậu đó không có nói. Cậu nói là thứ hai tên Đường, học ở Sài Gòn, rồi về đây nghỉ hè, rảnh thì mượn xe máy chạy đi chơi. Cậu nói ở đây là quê ngoại. Cậu không có nói gì hết đó. Dân ở trong xóm nói cái thằng đó cũng hiền lành, tốt bụng. Nhưng mà cái nhà này có con gái mới lớn, để nó lui tới hoài là không có nên.